Giành chiến thắng tương bừng tới 6-0 trước Jim Pranta lại thêm việc hai đối thủ trực tiếp là Hà Lan và Na Uy đều đã sảy chân ở lượt trận áp chót vừa rồi. Hy vọng cạnh tranh tấm vé chính thức đến Qatar hay ít nhất là suất dự vào playoff cho đội đứng thứ hai đã trở lại với Thổ Nhĩ Kỳ, lúc này với 18 điểm sau 9 trận. Thầy trò huấn viên Stephen Kahn đang có mặt ở vị trí thứ hai tại bảng G. Khoảng cách giữa họ với đội dẫn đầu Hà Lan là 2 điểm, trong khi với đối thủ đứng sau là Na Uy thì hơn hiệu số bàn thắng bại. Ở lượt đấu cuối tới đây, trong khi hai cái tên kẻ trên sẽ chạm trán với nhau, thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có cuộc đụng độ với đội bóng đang đứng thứ tư là Montenegro. Với tình thế như vậy, nếu giành chiến thắng, thầy trò huấn viên Stephen Gunn sẽ ít nhất có vé dự vòng playoff. Về lý thuyết, trước đối thủ đang kém tới hơn 30 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, mục tiêu chiến thắng của họ là hoàn toàn có cơ sở, lại trong bối cảnh đang có phong độ khá tốt như hiện tại khi đã toàn thắng cả hai trận gần đây. Bên cạnh đó, dù phải chơi trên sân khách nhưng với thành tích thắng tới 3 trong số 4 chuyến xa nhà từ đầu vòng loại, vấn đề sân bãi không phải trở ngại quá lớn với thầy trò huấn viên Stephen Gunn. Mặc dù vậy thì vẫn cần cảnh giác khi mà phía bên kia chiến tuyến đối thủ của họ không phải cái tên dễ chịu chút nào. Nên nhớ Montenegro chính là đội bóng vừa khiến Hà Lan chia điểm vừa rồi. Trước đó cũng chính là phong độ tích cực với một chiến thắng và một trận hòa sau 3 trận. Đặc biệt là trận tới thầy trò huấn viên Radulovic có được chơi trên sân nhà nơi cả hai trận gần nhất họ đều có điểm. Chính vì thế mà những lo ngại cho Thổ Nhĩ Kỳ ở trận đấu này là có cơ sở. Tuy nhiên thì không có nghĩa là hy vọng cho họ đã hết. Điều đó xuất phát từ sàn giao dịch châu Á khi nhà cái xếp thầy trò huấn viên Stephen Gunn ở kèo chấp 3/4. Nên nhớ ở lượt đi dù được chơi trên sân nhà nhưng họ cũng chỉ chấp tương tự. Chính vì vậy mà mức kèo trên đang cho thấy đánh giá tích cực vào họ. Vì lẽ đó mà Thổ Nhĩ Kỳ vẫn được xem như cái tên đá để kỳ vọng ở trận đấu này. Ở phương diện tổng bàn thắng trước đối thủ có lối chơi thiên về phòng ngự sẽ là không dễ để thầy trò huấn viên Stephen Gunn có thể tiếp cận khung thành, chứ chưa dám nói đến ghi nhiều bàn thắng. Trên thị trường nhà cái cũng cho đánh giá tương tự khi đưa kèo tổng bàn thắng khá khiêm tốn là 2/1/2, lại cùng điểm ăn thấp hơn. Vì vậy mà mốc dưới được xem như lựa chọn an toàn hơn ở góc độ này. Trong khi đó, ở trận đấu còn lại, sự chú ý còn lớn hơn khi cả Hà Lan và Na Uy đều là những cái tên cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé đến Qatar. Nhắc lại đôi chút thì lúc này với 20 điểm sau 9 trận, Hà Lan đang dẫn đầu tại bảng G, trong khi ở phía đối diện Na Uy với 18 điểm. Bảng đội đứng thứ hai là Thổ Nhĩ Kỳ nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại. Ở tình thế như vậy, điều kiện của Hà Lan là thuận lợi hơn nhiều, thậm chí với hiệu số bàn thắng bại hơn tới 13 bàn so với Thổ Nhĩ Kỳ, họ cũng chỉ cần hòa ở lượt đấu tới cũng chắc chắn ngôi đầu. Tuy vậy thì với thực lực được đánh giá cao hơn nhiều, đội bóng áo cam hoàn toàn có thể hướng tới chiến thắng để không cần bận tâm đến bất cứ điều gì khác. Hơn nữa, sự ủng hộ cho thầy trò huấn viên Luis van Gaal còn đến từ việc họ được chơi trên sân nhà, nơi mà cả 3 trận gần nhất đều chứng kiến những chiến thắng tương bừng. Vấn đề lớn nhất lúc này có lẽ là việc liệu họ có thể chơi đúng với khả năng của mình hay lại giống như trận gặp Montenegro vừa rồi, khi đã dẫn trước tới 2 bàn mà vẫn bị gỡ hòa. Bên cạnh đó, Na Uy cũng không phải cái tên dễ để bắt nạt, bằng chứng là ở lượt đi Hà Lan cũng chỉ có kết quả hòa 1-1 trước đối thủ này. Ở hiện tại dù phong độ cũng không quá ấn tượng nhưng thành tích thắng tới 3 và hòa 2 ở 5 lượt trận gần nhất cũng đủ để thấy sự khó chịu của đội bóng này. Chưa kể từ đầu vòng loại họ còn thắng tới 3 và chỉ để hòa 1 sau 4 chuyến làm khách. Trên sàn giao dịch châu Á, việc nhà cái chỉ xếp Hà Lan ở kèo chấp 1/4 cũng làm tăng những lo ngại bởi mức chấp này bị đánh giá là không tương xứng với vị thế của họ. Nên nhớ ở lượt đi dù phải làm khách, một đội bóng áo cam cũng đã chấp tới 3/4 ở trận tái đấu tới đây. Với lợi thế sân nhà mà mức chấp chỉ tăng lên đôi chút như vậy là không đủ để tạo ra sự tin cậy. Chính vì lẽ đó đây không phải cái tên để trông đợi ở trận đấu tới. Trong một diễn biến khác, với tình thế buộc phải thắng, khả năng sẽ được chứng kiến màn trình diễn sòng phẳng từ Na Uy. Còn Hà Lan với lợi thế sân nhà cùng lối chơi thiên về tấn công sẽ khó mà đá thấp. Với đặc điểm ấy, hai đội đang được kỳ vọng sẽ tạo ra kịch bản bùng nổ cho trận đấu. Tuy nhiên, việc nhà cái chỉ đưa ra kèo tài xỉu 3 hòa trên thị trường đang bị đánh giá là không tương xứng với kỳ vọng ấy. Chính vì thế mà mốc trên cũng chưa hẳn đã là mã đầu tư đáng tin ở trận đấu này.